Hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài, đó là kỹ năng mà chúng ta đưa ra thuyết phục. Vậy thì thuyết phục là gì? Thuyết phục tức là chúng ta đưa ra những cái tình tiết, sự kiện để chúng ta phân tích, chúng ta giải thích, chúng ta đánh giá là người khác cảm thấy đúng, thấy hay nhưng mà làm theo, đúng không? Để giải quyết một công việc nào đó thì thường chúng ta cần phải có sự giúp đỡ của người khác. Và điều này đòi hỏi chúng ta phải có sự thống nhất về quan điểm, về lập trường, về cách giải quyết. Đấy. À, tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta thường gặp những cái trường hợp mà người khác không không chung ý kiến, không chung quan điểm với chúng ta, khi đó thì chúng ta còn phải dựa vào những cái khả năng phân tích, khả năng giải thích để có thể thuyết phục sự đồng tình ủng hộ cho chúng ta, đúng không? Chẳng hạn như là cần phải có một cái hợp đồng thuê mặt bằng á, trong một cái thời hạn tương đối là dài để yên tâm đầu tư kinh doanh, nhưng mà gia chủ muốn chỉ muốn hợp tác từng năm một thôi, thì trong trường hợp này bạn cần phải có, để đạt được cái mục đích của mình thì bạn cần phải có cái khả năng thuyết phục. Vậy thì cần có những cái điểm nào để chú ý về cái khả năng thuyết phục để mà thuyết phục người khác ấy, là một cái công việc không hề đơn giản đâu. Bởi lẽ là thường thì bất kỳ ai khi mà có ý kiến về một cái vấn đề nào đó, cũng như có cái niềm tin nhất định vào ý kiến của mình, thì không muốn tiếp thu ý kiến của người khác, điều đó là dĩ nhiên rồi. Để thuyết phục có hiệu quả thì bạn cần phải có những một số điểm sau đây. Đầu tiên là bạn cần phải có tạo được cái không khí bình đẳng. Tạo được cái không khí bình đẳng. Bầu không khí bình đẳng là điều kiện đầu tiên để bạn có thể thành công trong việc thuyết phục. Bởi vì nó làm cho người đối thoại cảm thấy thoải mái, tôn trọng, khiến cho họ giảm bớt đi cái sự đề phòng phản kháng này, đúng không? Có không ít người vẫn cái quan niệm rằng thuyết phục là phải dùng tất cả sức mạnh của mình dồn cho người đối thoại vào thi lý, thuyết phục họ, buộc họ phải thay đổi quan điểm, thay đổi ý kiến, lập trường, từ đó dẫn đến sự cạnh tranh quyết liệt, một số một thua và một thắng. Dĩ nhiên trong một số trường hợp là thắng, một số trường hợp là khác lại là thua. Đó là quan niệm sai lầm các bạn. Cách thuyết phục như vậy sẽ gặp khó khăn rất lớn, bởi cái người đối thoại sẽ cố sức để phản thủ, và nếu họ có thể thay đổi quan điểm của mình thì họ luôn cảm thấy ấm ức, bị bắt bí và bị chèn ép, do đó kết quả thuyết phục sẽ không lâu bền. Yếu tố thứ hai là chúng ta cần có sự tôn trọng, sự lắng nghe từ phía đối thoại. Thì thông thường ấy, người đối thoại luôn muốn bảo vệ ý kiến của mình, không muốn tiếp thu ý kiến của người khác đâu. Vậy làm thế nào để họ chú ý đến ý kiến của bạn? Trước hết là bạn còn phải kiên nhẫn, bình tĩnh lắng nghe xem là ý kiến của họ như thế nào đấy. Đấy. Chúng ta không được ngắt lời họ. Đợi tới khi họ bộc lộ cái điểm yếu rồi, thì vì thiếu thông tin hay là vì thiếu cân nhắc chưa thấu đáo, thì bạn cảm thấy thì họ sẽ cảm thấy như thế nào? Mất tự tin, và bạn sẽ cảm thấy là cơ hội đã đến. Thì lúc đó họ sẽ muốn nghe ý kiến của bạn, đúng không? Khi mà họ cảm thấy là thiếu thông tin, thiếu cân nhắc, thiếu lập trường, thì họ sẽ muốn nghe ý kiến của bạn, và lúc này bạn mới tung ra đòn quyết định, mới là thời điểm để bạn bắt đầu công việc thuyết phục của mình, đúng không? Chúng ta sẽ trình bày ý kiến của mình. Và khi mà trình bày ý kiến của bạn ấy, bạn cần phải lưu ý những đặc điểm sau đây. Đó là lý lẽ đưa ra cần phải có cơ sở, sự phân tích, sự lập luận cần phải có dẫn chứng cụ thể minh họa. Chẳng hạn như bạn muốn thuyết phục lãnh đạo về lợi ích của quảng cáo thì bạn không nên chỉ nói chung chung rằng là quảng cáo là rất quan trọng, rất cần thiết, mà bạn cần phải đưa ra những dẫn chứng cụ thể. Ví dụ như là năm ngoái công ty A đầu tư 900 triệu cho quảng cáo và kết quả là doanh số của họ là tăng lên 1,5 lần. Công ty B là chi cho 300 triệu và doanh thu họ tăng lên 3 lần. Thì yếu tố thứ hai là lời nói các bạn phải có ngắn gọn, phải có trọng âm, không nên quá dài dòng lan man. Dài dòng thì sẽ không được kết quả như ý muốn, bởi vì khi mà chúng ta nói quá dài thì người nghe cảm thấy thiếu sự tập trung, họ sẽ tưởng tượng lung tung, rồi họ sẽ không không tiếp thu hết được cái ý kiến mà mình đưa ra. Do vậy ngôn ngữ và cách lập luận phải phù hợp với trình độ của người đối thoại nữa. Đấy, phải có ngắn gọn, phải có sự trọng, nhấn mạnh ở
một số điểm mà cần phải nhấn mạnh, không gian mang, không dơ chả gì một đấy luôn. Khi thuyết phục người khác thì có người muốn chứng tỏ cái sự vượt trội uyên bác của mình bằng cách là đưa ra những cái từ hoa mỹ, những cái thuật ngữ chuyên môn mà người đối thoại cảm thấy không hiểu, hoặc là những dẫn chứng được lấy ra từ đất nước xa xôi mà người đối thoại không thể kiểm chứng được. Đó là một cái hình thức phô trương các bạn, mà cái người nghe, cái người mà họ tiếp thu cái ý kiến của mình ấy, họ cảm thấy là ta đang khoe mẽ kiến thức hơn là đang thuyết phục người đối thoại vậy, đúng không? Do vậy cách thuyết phục như vậy thì sẽ không hiệu quả. Lời nói còn về lời nói thì cần phải ôn tồn, nhã nhặn, không phê phán, không chỉ trích người khác vì sẽ dễ khiến người khác chán nản, sự tiêu cực. Trong cuộc sống thì không ai là muốn thừa nhận thua kém người khác cả, đúng không? Càng không ai mình muốn là phê phán, chỉ trích cả. Chính vì vậy bạn cần phải có cái tỏ thái độ là bình tĩnh, điềm đạm, lịch sự, nhã nhặn, và cần phải cân nhắc dùng từng từ, từng câu một. Đừng bao giờ nói là ông sai rồi, hoặc là tôi sẽ chứng minh cho ông thấy là ông đã sai. Vì nói như vậy sẽ chẳng khác nào là bạn bảo rằng là bạn là người thông minh hơn ông ta và ông ta đã thành đồng. Cũng đừng bao giờ lên giọng chỉ trích người khác cả, bởi vì ai cũng có lúc sai lầm cả. Hơn nữa, phê phán, chỉ trích người khác không bao giờ đem lại kết quả tốt đẹp cả, đúng không? Có một nhà tâm lý học đã từng nói như thế này: chúng ta khao khát được tán thưởng, chừng nào thì chúng ta lại càng ngại bị phê phán đến chừng ấy, đúng không? Phê phán sẽ gây ra thù hận, sẽ thực sự gây nản lòng cho bất kỳ người làm bạn bè, bà con, thậm chí là người thân trong gia đình của chúng ta, mà không cải thiện được cái tình hình nào ấy, đúng không? Do vậy, không phê phán, không kết tội, không than phiền là yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái vấn đề thuyết phục người khác. Và đến đây thì tôi cũng xin kết thúc cái buổi đầu tiên của cái bài mà quy trình kỹ năng để chúng ta thuyết phục. Và ở phần hôm sau thì chúng ta sẽ nói cụ thể hơn về cái phần quy trình này, đúng không? Nó rõ ràng hơn về cái phần quy trình thuyết phục đó. Đấy, chúng ta phải đánh giá quan điểm của mình ra sao, thái độ khách quan và chủ quan của chúng ta như thế nào, cần phải tác động đến cả nhận thức, tình cảm, ý chí của người đối thoại như thế nào, thì phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt.